Xin chào các bạn, tôi là Phan Trung Kiên, giám đốc công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long. Doanh nghiệp của chúng tôi là doanh nghiệp có vùng trồng cà gai leo lớn và chuyên nghiệp nhất ở tại Việt Nam, với diện tích lên tới gần 100 hecta. Hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm rất đặc biệt của công ty chúng tôi, đó là trà cà gai leo dạng túi lọc loại 1 kg. Trong cái túi 1 kg này thì nó được cấu thành bởi bốn cái bịch hút chân không. Mỗi bịch có trọng lượng là 250 g. Trong mỗi bịch hút chân không này thì lại có 50 túi lọc, mỗi túi lọc có trọng lượng là 5 g. Tại sao chúng tôi lại phải hút chân không như thế? Bởi vì là đây là cách tốt nhất để mà chúng ta bảo quản cái dược liệu, để tránh bị ẩm mốc, mà khi một cái loại dược liệu mà không dùng cái chất bảo quản nào khác. Cái loại trà này là loại trà được làm từ 100% cà gai, không dùng bất kỳ phẩm màu, chất bảo quản, hương liệu gì cả. Thế nên là nó phải được bảo quản trong điều kiện tốt nhất. Cái thứ hai, cái điều đặc biệt thứ hai là cái túi lọc bên trong nó không phải là túi lọc 1,5 g đến 2,5 g như chúng ta vẫn uống ở các quán. Tại vì sao như vậy? Tại vì là cái trà túi lọc của chúng ta thường uống ý, là trà uống chơi, còn trà đây là trà dược liệu. Thế nên là cái trọng lượng nó phải đủ lớn để cái dược tính là cung cấp vào cơ thể con người đủ thì mới có tác dụng. Nói về cái cà gai leo một chút. Cây cà gai leo được Viện Dược liệu Quốc gia Việt Nam khẳng định là cây có dược tính tốt nhất trong cái vấn đề mà bảo vệ gan, tăng cường chức năng gan. Nó có khả năng làm cái chức năng gan của chúng ta tăng tới gấp 3 lần một cách rất an toàn. Và đặc biệt hơn nữa là cái dược tính trong cây cà gai leo có khả năng làm âm tính bệnh viêm gan virus B. Mà cái này là không phải là do tôi nghĩ ra, mà là có những công trình nghiên cứu rất đầy đủ của Viện Dược liệu, Bệnh viện 108, 103, 354 đã chứng minh cái điều này. Thì cái chứng minh của Viện Dược liệu là cái nghiên cứu của Viện Dược liệu đấy, thì người ta chỉ dùng 100% cà gai thôi để làm âm tính viêm gan virus B và tăng cường chức năng gan. Trong cái thời gian gần đây thì rất nhiều các công ty đông dược, các công ty sản xuất trà có làm cái sản phẩm giải độc gan từ cây cà gai leo, nhưng mà vì nhiều yếu tố khác nhau, người ta cho thêm vào nhiều thành phần khác để cho dễ uống này, để cho giảm giá thành này, thì người ta có thể cho vào cây diệp hạ châu, rồi cho thêm vào cỏ ngọt, rồi nhiều thứ khác. Thế nhưng mà theo chúng tôi làm cái trà 100% cà gai, bởi vì là theo nghiên cứu của Viện Dược liệu, cây cà gai là cây tốt nhất cho các vấn đề về gan. Thế nên là chúng tôi vẫn là chỉ dùng 100% cà gai thôi. Chúng ta nên dùng cái trà cà gai leo này trong các trường hợp nào, những ai là người cần sử dụng? Thì đối tượng thứ nhất mà cần sử dụng đó là đối tượng những người mắc cái bệnh viêm gan virus B, A và C. Thì với viêm gan virus B thì dùng một mình cà gai đã có thể làm âm tính viêm gan virus B rồi. Nhưng mà với B và với C và A thì nó sẽ hỗ trợ tăng cường chức năng gan. Bởi vì khi uống thuốc tây thì cái chức năng gan nó diệt được virus, nhưng mà chức năng gan nó sẽ bị kém đi rất là nhiều. Đối tượng thứ hai là đối tượng hay nhậu. Thì khi chúng ta uống rượu vào thì ảnh hưởng đến gan rất là lớn. Thế nên là chúng ta cần phải uống cà gai vào để phục hồi cái chức năng của gan và tăng cường cái quá trình thải độc rượu ra bên ngoài. Đối tượng thứ ba là đối tượng mà bị các bệnh về gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, men gan cao. Thì qua thực tế khách hàng của chúng tôi sử dụng thì uống cà gai leo chỉ từ 2 đến 4 tháng các chỉ số sẽ về trung bự, là về bình thường. Đối tượng tiếp theo đó là đối tượng mà hay thức khuya. Thì đối tượng hay thức khuya thì thức khuya mọi người đều biết là rất có hại cho gan. Thế nên là uống cà gai sẽ làm cái chức năng gan tốt lên, làm cho sức khỏe của người ta tốt lên. Đối tượng tiếp theo đó là đối tượng chị em phụ nữ mà muốn làm đẹp ấy, thì uống cà gai thì sẽ làm cho cái da rẻ nó đẹp hơn rất là nhiều. Bởi vì 70% các vấn đề về da xuất phát từ gan. Thế nên là còn một đối tượng nữa, mà đối tượng này là bây giờ rất nhiều, đó là chúng ta những người mà khi thường xuyên phải ăn những cái thực phẩm mà không rõ nguồn gốc xuất xứ thì dùng cà gai nó sẽ thải độc cho cơ thể hàng ngày. Trong cái số khách hàng của chúng tôi thì có rất nhiều người mà công ty của chúng tôi thành lập từ năm 2015, họ dùng cái sản phẩm trà túi lọc là cà gai leo 100% cà gai từ cái ngày đó đến tận bây giờ, và họ bỏ trà mạng, uống tại cả gia đình, uống tại cả văn phòng. Thì mọi người có thể là uống hàng ngày, thì mọi người có thể là xé cái túi này ra và dùng bình giữ nhiệt hoặc là dùng ấm giỏ. Mọi người sẽ cho, ví dụ như
Như cái ấm giỏ có thể tích là 1,5 lít thì mọi người cho 3 đến 4 gói này vào. Thì mọi người đổ nước vào, mọi người giữ nước ấm là uống cả ngày. Cái trà này nó có mùi thơm rất nhẹ như là nước gạo rang, thế này là ai cũng uống được, rất dễ uống. Giá của nó thì lại rất là rẻ, chỉ có 280 ngàn thôi. Mà 280 ngàn mỗi một ngày một người uống với vai trò giải độc, uống từ 2 đến 3 túi lọc thì nó phải dùng được đến 2 tháng rưỡi. Thế nên là chi phí nó cực kỳ rẻ, rẻ hơn cả trà mạ. À, mà lại làm 100% cà gai từ một cái vùng trồng nguyên liệu là uy tín nhất cả nước. Thế nên là mọi người, tôi khẳng định là mọi người không thể mua ở đâu một cái sản phẩm mà có chất lượng tốt mà lại rẻ như cái sản phẩm của chúng tôi tự sản xuất. Tại vì khi mà để có cái giá thành như thế này thì chúng tôi phải tự làm ra cây giống, tự trồng trên cánh đồng, chăm bón nó, thu hái, chế biến và bán đưa đến tận tay người dùng. Thì cái quá trình nó tròn khâu như thế thì nó làm ra một cái chất lượng rất là tốt, giá thành thì nó rất là rẻ. Và đặc biệt là không có hàng giả, hàng nhái là chen được vào đây. Mọi người mua trực tiếp từ công ty, nên là cái chuyện mà hàng giả, hàng nhái chắc chắn là không bị. Và không, chúng tôi bán một giá trên toàn quốc, thế nên mọi người không lo đắt rẻ gì cả. Chỉ có 280 ngàn 1kg này. Nên mọi người quan tâm đến sản phẩm hoặc là đặt mua ngay thì comment số điện thoại xuống bên dưới video này, chúng tôi sẽ tư vấn là đầy đủ cho mọi người. Và xin địa chỉ gửi về tận nhà cho mọi người. Ok, xin chào các bạn.